Đây, có anh đều ơi. Cái này cứ tung quá. Tung bạch bật mỏi á. Không đâu à. Cuốn như nào nhé. Chết đã khỏi ghê đẹp mua nhiều quá. Thấy nó có quấy gì không? Nhà này mua hàng hay là mình mua hàng nhé. Đâu bán ở đây mua hàng. Đấy là một nhà giao mua đấy nha. Ghê mà mua. Bộ mua bán tiền mua cái gì thôi. Thôi. Để mua bán tiền mua cái. Đấy có tiền là bán đi về quê mình. Còn đây đấy có. Bán đi về quê mình. Mấy con ăn á, mấy con đầu rớt không? Là mốt, cô đông nó đều không? Hắn đi, hắn hắn đi. Người hắn đi hỏi bác ẩn. Con gì mà đẹp này anh? Con gì ra đây gì? Gì vậy đó? Hả? Chạy trị à? Có mấy cành đó. Cái hò này muốn đấy. Này thế là thì đó có được bắt sẵn bắt tụng có nắng rít mẹ bắt xe bị thôn với xe bị thôn nha. Về về nữa hả? Ừ, đấy bắt thịt. Taxi. Cũng đi cái tường rề bỏ một chút, bỏ một chút con khỉ. Thắm. Đúng rồi, anh tưởng nha con dẫn nha giao. Đẹp không? Về làm vi chẹo nhé. Gà đơn tri tỷ nhé. Mày vô khu biệt thư này vô. Bọn đấy anh bọn giám đốc, phó giám đốc cái đèo quay cho anh nữa mới nha.
phải nói hải mà nó mà... nó chơi thêm khủ quá này, nó chơi thêm khủ quá này, nó chơi thêm nhai. Ừ. Nó cho trong Nguyễn rồi. Thế mày khủ rồi, yên tĩnh cũng là cũng thôi này. Hẳn nhất rồi mà. Cứ để ý đi thoải mái này, cứ đi thoải mái đi thẳng đấy, đi lạc thôi, lạc đi chỗ khác đi. Đấy, quý anh em nhắm mê nhé, mê bay cách làm ăn thì phải đéo biết nhưng mới coi chứ. Chứ đó nhiêu tiền cái được cái nhiêu tiền đâu, nó không phải đều này. Nhất là ship hàng. Con đấy là cơ rõ nó khác. Nhiêu cái gì? Đi về. Về. Xe buýt về không nữa. Thôi nó bắt xe buýt về. Nếu hôm nó bắt xe buýt về. Mẹ nói nè, hết tiền này, hết điện này. Nhờ các bác bằng cây sổ mới có hai. Đi nhờ. Kiểu nhé. Ừ. Vô đây vô đỡ chờ nè, đi mày đi ra ngoài, mày đổ có thằng có nho rồi đứng nói chuyện vô. Sao quan trọng như đó, có xe có cầu. Đi nhờ chứ muốn đi nữa, buồn đi trong này mai. Mai là ngày nghỉ ngay cửa nữa. Cộng khó nhé. Rút tiền á, rút tiền, ra lại rút tiền có đủ đó ấy, rút gì ấy đó, thế em đang đi ra đó, ra đó bịt mày chứ muốn đi ẻ á này, đi này, muốn đi ẻ á. Chứ mày chơi bịt, chứ mày chơi với nó thằng đi ra ra đó, được cơ đó. Có rút tiền không? Để rút. Đấy. Có rút tiền không? Rút tiền đúng rồi, Đít Mẹn. Tiền mấy cái đủ không mượn ạ? À. Đít Mẹn, tiền tao chưa chuẩn bị đi làm đấy, Đít Mẹn.
đi mẹ chuyện mẹ mưa đúng luôn mà nói kiếm ông mượn đi mẹ đi mẹ cái buổi nó đói mẹ đòi khó khăn gì thế cái mượn thế đủ mới được rồi mười mong mười tao chưa đến đến mong mười là không để sống được có sống nó không mẹ nó buổi nó đòi khát anh nó tất bỏ mẹ nè mẹ mới về đang vườn như tao đưa ra nè bỏ chứ bỏ chứ tao biết à tám việt rồi khánh việt cho ai mượn tháng việt cậu tám cho tao mượn rồi mà tao đưa tên cho việt thịt men hết bây đến bây giờ là tao đưa 3 triệu tạm đi mà bữa rút 2 triệu sống đánh bạc hết được 800 đưa cho việt nói chung là ngày mai tao rút cái tao đưa để đi mua điện thoại 1,5 triệu mắng cổ này nè thế mới việt mệt mân thì chị nhiều khi thế tao biết chứ mà tao không nổi thì 3,8 triệu tao đưa đấy nè 2 triệu tao rút tiền được rút luôn nè mà trong một buổi mà lỡ tiêu 2 khi nào có 2-3 triệu đóng mà cũng là lỡ được 1,5 triệu tao để đi mua nợ tao nói chung để cảm để mà tra góp mắng cổ nè đóng bấu chứ lỡ 500 nữa từ trong tuổi gì này biết thì được nói chung em một tấm muốn nổi mất cả nói chung bền như rõ là trên 5 triệu bạc 9-6 triệu bạc chứ rụt nữa chứ lứa còn 100 đóng bấu nữa chứ còn mình đi thẳng ra đi nó đi thẳng ra đi nó đi thẳng ra đi rồi anh đi chửi mới đông bọt chửi ra vậy cũng chửi lắm được nội muốn muốn nội vãi chỉ tao bò vị tao cười chứ tao cười nhủ anh cơm tên rồi cơm sống là cho đi mất tạng rồi đấy đủ quá lại lại đùn quá lại chứng biết là chúng nghe là cho mượn cho tao chứ đôi thế nữa chứ nổi tiếng cái chị không nổi được chứ bên chưa tao ở chỗ còn công tin tin nó bổ trong bổ không bao giờ lỗi ra đó cực im lặng nhá mãi đi một tiếng được tùy đó mẹ mới là bên như tao rõ mà đến mẹ chỉ tiêu ở trên 6 triệu bạc gửi 6 triệu bạc là thì ai chịu nổi nhà ở nhé khu chung cư ấy treo trong ấy nó được một anh tưng một phong một tưng nữa là 10 phong ấy nhá có nào mà từ từ đi về nhờ đi nắm cho thảo vô mình cứ lo chứ anh
Thank you.